Rồi, chúng ta tiếp câu 51 ha. Bác biểu nào sau đây không đúng? Gluco tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. Đúng ha, đúng đúng đúng. Ở dạng mạch hở, gluco có 5 nhóm OH kế nhau. Đúng. Gluco ở dạng mạch vòng thì tất cả, thì tất cả, không? Thì tất cả tạo ete là sai, chỉ có một nhóm OH hemi acetan thôi. À, chỉ có một nhóm. Vì vậy đáp án một nhóm đó là đáp án nào, đáp án C, một nhóm. Được rồi, câu 52. Bón phân nào sau đây làm tăng độ chua cho đất? Độ chua là gì? Độ chua là tính axit. Axit thì mình coi muối nào tính axit. Muối này là KOH với HC3 là KOH là tính bao giờ? KOH HCl. NH4 là NH3 với gì? NH3 với HNO3. NH3 với HNO3 là axit mạnh, vì vậy tính axit. Rồi. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp nhôm và đồng và H đặc sản phẩm NO2 sản phẩm dung dịch Y cho từ từ đến khi xảy ra hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa hoặc với phần trăm khối lượng của đồng trong ít và giá trị kết tủa đồng là như ta, đồng là 64, rồi mình vô 2/2 giá luôn. Đâu 64 27 1,23 được chưa? Rồi đồng như mấy ha? Đặt nóng nè, đặt nóng nè, đồng như 2 ha, 2 nhôm như mấy, nhường 3. Số mol khí là bao nhiêu? Này là nhận có 1 e thôi ha. Vậy là 1,344 mà chia cho 2,4 luôn. Và không phẩy 15, 0,01, rồi 0,015, 0,01. Thằng trăm của gì? Của đồng phải không? Vậy là 0,15, 0,015 nhân 64 bằng chia mấy 1,23 bằng nhân 100 bằng 78,09. 0,04 chứ 0,04 28,05 ha, 28,05 28,05 28,05. Rồi cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với gì? NH3 chứ. NH3 thì thằng nào kết tủa ta? Nhôm nha. Còn đồng thì tạo phức. Như vậy số mol của nhôm sẽ kết tủa. Kết tủa là mấy? Kết tủa là 0,01, vậy là 70,08. Được ha. Rồi. Hỗn hợp ít gồm hai ancol no đơn chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxy hóa hoàn toàn 0,2 mol ít bằng lượng đồng oxit ở nhiệt độ cao. Thu được hỗn hợp hữu cơ Y. Y tác dụng với lượng hoạt dư thu được 500 cái tủa. Hỏi hai anh con đó là gì? 0,2. Đây là mấy? 0,5 ha, chia 1/8 là 0,5. Nếu giả sử anh con đơn chức mạch hở mà tạo thành một anđehit thì một ancol tạo gì? Một anđehit mấy bạc? Hai bạc. Vậy là ancol nè, mạch đơn chức mạch hở nè, oxy hóa gì? Hoàn toàn. Vậy có nghĩa là ancol thành anđehit hoàn toàn. Vậy là 0,2 ra đây, 0,2 qua đây, 0, 0,4. Vậy chúng ta sẽ thấy bạc là tới 0,5, không? 0,5. 05, 17, chúng ta chắc chắn sẽ có một anđehit gì? Anđehit 4 bạc là anđehit gì? H. Anđehit 4 bạc là anđehit HCHO 4 bạc. Vậy thì thằng này là từ ancol gì? Ancol CH3OH. Vậy thằng kế tiếp là C2H5OH. Hình CH3CHO và mấy bạc? 2 bạc. Được chưa? Vậy là ta có là gì? X, Y 4X, 2Y x cộng y bằng 0,2, 4x cộng 2y bằng 0 mấy, 0,5.
từ đó suy ra x bằng 0,15, y bằng 0,05 ha. Rồi vậy là 0,15 nhân mấy, giá trị m là gì vậy? Ở khối lượng thu được không, có khối lượng khối lượng của anh con gì đó, 0,15 nhân cho mấy 32 bằng cộng cho 0,05 nhân cho 46 bằng 7,1. Kế tiếp oxy hóa 0,2 không hiểu có khối lượng m, có khối lượng m gam bằng đồng hydroxit. Đúng rồi ta, phải không? 0,15 là nhân 32 bằng cộng cho mấy 0,05 nhân 46 bằng 7,1. Đâu để tính ra coi. À lộn, hình như được. Cái này là nhân 2 lần 2, vậy là 0,1 0,1 thì 32 cộng cho 46 bằng này, bằng 7,8. 7,8. Không phải 1 2 2 2 4 trừ nhau, trừ nhau 0,05 ở trên là 0,05 nhân cho mấy, nhân cho 32 và cộng cho mấy 0,15 nhân cho 46 và 8,5 thôi. 8,5 đã thắng b ha. Anh con 1C là giải là bấm đó máy tính ha. Thầy tính nhầm cho nó sai. Bấm máy tính lại thì x là 0,15, x là 0,05, y là 0,15, được chưa? Rồi các thế điện cực nhôm, kẽm, chì và đồng, hỏi pin nào sau đây có sức chuyển động lớn nhất? Vậy chúng ta sẽ tìm một thằng là âm nhất và một thằng là dương nhất. Vậy là nhôm với gì? Nhôm với đồng. Nhôm với đồng, nhôm với đồng có không? Không. Nhôm với kẽm không ạ? Vậy thì kẽm với gì? Kẽm với đồng ha, kẽm với đồng. Được chưa? Thằng âm thằng dương nhất sẽ nhất đó, nó sẽ lớn nhất ha. Rồi. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Bút 2 on cộng tách nước tạo thành bút 2 ampua. Rồi, tách nước. Tách nước tạo thành anken cộng HBG meta kha. Rồi. Tách nước thì tạo thành liên kết đôi nằm đâu? Nằm giữa. Sau đó cộng HBG thì liên kết đôi nằm đâu? ABG nằm giữa. Sau đó thì meta nằm đây ha. Mang dây. Rồi. Hỏi gì? Hỏi Z vậy là nằm chính giữa nè, nằm chính giữa đây, nằm chính giữa, được giữa đó vấn đề. Rồi 0,5 mol hỗn hợp X gồm thằng này, này và này phản ứng được đủ với gồm mặt khác để chung hòa 0,4 X càng vừa đủ với NaOH là 0,04 nhân cho 0,04 nhân cho 0,75 bằng 0,03. Hỏi khối lượng của thằng axit có liên kết đôi. Rồi, vậy là x cộng y cộng z bằng 0,04. X cộng y cộng z bằng 0,04. Rồi. Thằng nào phản với gom? Thằng này với thằng này ha. Vậy là gì? 6,4 chia cho 160 bằng 0,04 luôn. Mà thằng này thì x, thằng này là z mà 2z nha. X cộng 2z bằng 0,04 luôn, tại thì z cảm ứng với 2 gom đó. Rồi. Thằng mặt khác hai khối mol bằng nhau. Thằng nào phản với nào h ta? Này với này là gì? Thằng
y với z bằng 0,03. Chúng ta bấm 2/3 phần trình đoạn ha. 5 2 1 1 1,04. Tiếp tục là gì? 102,03. 1 cái máy. Ô, quay lại. Đây là máy. Đây là 0. Đây là 1. Đây là 1. Đây là 0,03. Ủa, thằng nào phản với nào hát ta? Thằng nào phản với nào hát? Thằng X với thằng Y chứ. X với Y. X, Y. Một, 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 không phải không bốn. À, một, không, hai, không phải không ba. Còn đây là một, một, không. 0,1, 0,02, 1, 0,02, 0,01. Được. Tính phần trăm của nào? À, tính phần trăm khối lượng của thằng thằng này. Thằng này là 72. Rồi. À, 72, 60 và mấy? Thằng này là C3H4. Ồ. À. 12 nhân 3 cộng 4 cộng 16 bằng 12 nhân 3 cộng 4 cộng 16 bằng 12 nhân 3 cộng 4 cộng 16 bằng 56. Rồi 56. Thì thằng đầu thật, thằng đầu là mấy? 72 phải không? À, vậy là 0,72 chia cho mẫu ngoặc là 7,72 cộng cho mấy? Cộng cho 0,02 nhân 60 là 0,02 nhân 60 là 0,12 cộng thêm cho 1,2 chứ, rồi cộng 1,2 rồi cộng mấy, cộng 0,01 nhân cho 56 là 0,56 đóng ngoặc và nhân cho 100 và nhân cho 1,000 và 29 phải mấy phần trăm đó. Ôi trời ơi, đâu phải tính phần trăm, tính bằng khối lượng. Nên là 0,01 nhân 72. Ôi đáp án A. Trời ơi, khổ quá. Khối lượng. Rồi. Khi hòa tan 0,2 mol bạc vào bằng bạc vào nước đường tan thì số NO duy nhất là bao nhiêu? Rồi. Bạc cộng HNO3 cộng HCl tan gì? AuCl3 cộng H bọt nước. Rồi, cái này là mấy? Cái này là 3,1 ha. Vậy là 0, mấy? 0,02, vì NO cũng là 0,02. Được, đâu? NO sinh ra là 0,02. Và người ta hỏi gì? Số 1 HCl, HCl là mấy? 0,06. 0,02, 0,06, C. Câu 59. X NH biết hỏi bỏ qua sự phân ly BH. Nồng độ bằng nhau nè các em, nồng độ bằng nhau. BH bằng trừ log K cộng cho log gì? Log muối trên log axit. Ha. Vậy thì muối trên axit, nồng độ muối trên nồng độ axit là bằng 0,1 chia 0,1 hết bằng số 0 và bằng trừ log K thôi, đơn giản ha. Bấm.
trừ log của máy 1,75 nhân 10 mũ máy, 10 mũ trừ máy trừ 5. Bằng 4,75 4,76 4,76 đây là bạn ha. 4,76 được chưa? Rồi. Người ta điều chế anilin cho sơ đồ sau. Rồi. Hỏi biết khối lượng của anilin thu được để điều chế 100. Vậy là đây là 156, benzen là 78, được không? Anilin. Anilin là 93 C6H5OH NH2 đó ha. Rồi. Vậy là 56 nhân mấy? 156 nhân 93. 156 nhân 93. Ha, 156 nhân 93. Chia cho mấy? Chia cho 78 bằng. Được không? Rồi. Mấy giây hiệu sức mấy giai đoạn? Hiệu sức giai đoạn một cái là 60, cái 50 là nhân 0,6 nhân 0,5 nhân 0,6 nhân 0,5 bằng 55,8 được chưa? 55,8 đó là vậy được ạ. Hiệu sức hai giai đoạn nè, hiệu sức hai giai đoạn chúng ta lấy khối lượng nhân chéo chia ngang được rồi nè. 156 này là anilin là 93 được không? 93. Vậy 156 nhân 93 chia cho 78 rồi nhân hai hiệu sức vô là được. Thì theo chiều thuận thì hai hiệu sức sẽ nhân trực tiếp luôn ha. Rồi đó là đề năm 2009 ở đây.